Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, liên quan đến vụ án vợ đầu độc giết chồng là trung tá cảnh sát giao thông. Sau thời gian điều tra làm rõ vụ việc vào ngày 29 tháng 3, Tòa án Nhân dân TP.HCM xét xử sơ thẩm và tuyên án bị cáo. Tại phiên tòa không chỉ là không khí nghẹt thở bao trùm, mà còn là những cái nhìn ác cảm của người dân dành cho bị cáo. Những giọt nước mắt đau đớn xót xa của gia đình nạn nhân. Sáng nay ngày 29 tháng 3, Tòa án Nhân dân TP.HCM mở phiên tòa xét xử bà Liên đầu độc chồng là trung tá cảnh sát giao thông. Phiên tòa xử lưu động tại nhà thiếu nhi quận 6 do thẩm phán Vũ Thanh Lâm làm chủ tọa. Ngay từ tờ mờ sáng hôm nay, gần 1.000 người đứng chật sân trước nhà thiếu nhi quận 7, đường Nguyễn Văn Luông, phường 11 theo dõi phiên xét xử. Khoảng 8 giờ sáng, bị cáo Dư Kim Liên được dẫn vào phiên tòa. Hàng trăm người nhốn nháo đứng dậy xem mặt bị cáo. Bước xuống xe tù, bà Liên mặc áo sơ mi trắng và quần tây đen, ngơ ngác ngó tìm người thân. Trước những ánh mắt ác cảm của người dân, bị cáo bật khóc nức nở. Tại tòa, bị cáo khai nhận do làm nội trợ không có nghề nghiệp nên mọi chi tiêu cá nhân cũng như tiền chu cấp cho cha mẹ đều do chồng cung cấp. Có lẽ vì nguyên nhân này, bị cáo thường xuyên bị chồng đánh đập và mắng chửi. Trong thời gian này, bị cáo Liên vay mượn tiền của nhiều người để tiêu xài nhưng không dám cho chồng biết. Đến khi số nợ lên đến 1,3 tỷ đồng và bị truy đòi gắt gao, bị cáo nảy sinh ý định giết chồng để đem giấy tờ nhà đi thế chấp ngân hàng trả nợ. Bị cáo Dư Kim Liên từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản và bị tuyên phạt 1 năm 3 tháng tù cho hưởng án treo, thử thách trong 2 năm. Bà Liên cho rằng vì nguyên nhân này mà tình cảm vợ chồng bà không còn mặn nồng như trước. Phần tranh luận, Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM đề nghị xét xử mức án cao nhất dành cho bị cáo là tử hình. Luật sư Võ Đan Mạch, đoàn luật sư TP.HCM bào chữa cho bị cáo cho rằng do làm nội trợ nên trình độ hiểu biết của bị cáo thấp, các con thường xuyên đi làm lại bị chủ nợ giết nợ mà chồng thì không quan tâm, trong lúc bấn loạn đã giết chồng. Mẹ ông Chuyên đã gần 80 tuổi, ngồi lặng lẽ bên hai đứa cháu trai. Nghe con dâu khai nhận quá trình giết chồng, bà chỉ biết đưa tay lên gạt nước mắt. Khi được hội đồng xét xử hỏi, bà cho biết không yêu cầu bồi thường thiệt hại, mà chỉ yêu cầu pháp luật xử đúng người đúng tội, bởi cái chết của con bà quá đau đớn và dai dẳng. Tôi đau đớn quá, con tôi bị hành hạ suốt 3 ngày liên tiếp, trong khi đó hai con bà Liên đều xin tòa giảm án cho mẹ khi được hỏi. Bị cáo Liên ăn năn xin mẹ và các con tha thứ và xin được giảm án, nhưng mẹ chồng bị cáo bà Út vẫn giữ nguyên quan điểm. Được nói lời sau cùng, nhưng Liên không biện hộ về hành vi của mình mà chỉ gào khóc. Xin mẹ hãy rộng lòng tha thứ, mẹ cứu con đi mẹ ơi. Bố chết, mẹ bị tuyên tử hình, con trai bị cáo Liên cùng bà nội đứng tần ngần trong vòng tay sẻ chia của bà con lối xóm, nhưng mắt vẫn không rời hướng mẹ mình đang bị cảnh sát dẫn ra xe tù. Theo hội đồng xét xử, bị cáo Liên quyết tâm thực hiện tội phạm đến cùng trong suốt 3 ngày cho đến khi tước đoạt bằng được tính mạng của nạn nhân. Hành vi phạm tội của bị cáo là vô cùng dã man, tàn độc. Sau khi dùng thuốc ngủ, thấy ông Chuyên chưa chết, bị cáo dùng thuốc trừ sâu tiêm vào người chồng. Thấy chồng vẫn chưa chết, bị cáo lại đi mua loại thuốc trừ sâu mạnh hơn, tiêm vào người và đổ vào miệng của chồng. Luật sư Võ Đăng Mạnh nhất trí không tranh luận, chỉ đề nghị giảm án cho bị cáo vì giết người do ức chế, lại mâu thuẫn với chồng, bị chủ nợ xiết nợ dọa giết, không biết chia sẻ cùng ai. Luật sư đề nghị hội đồng xét xử tuyên án tù chung thân. Dù đã áp dụng tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo là khai báo thành khẩn, gia đình nạn nhân, con ông Chuyên cũng xin giảm án cho mẹ. Nhưng xét thấy hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, tòa tuyên mức án nghiêm khắc nhất, tử hình. Theo cáo trạng, vì thua bạc, bà Dư Kim Liên muốn chồng là trung tá cảnh sát giao thông Trần Xuân Chuyên, 51 tuổi, công tác tại đội cảnh sát giao thông Phú Lâm thuộc phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường thủy PC67 TP.HCM, bán căn nhà 3 tầng số 371 suộc 11 đường Hậu Giang, quận 6 để lấy tiền trả nợ. Không được chồng đồng ý và dọa ly hôn, bà Liên nảy sinh ý định giết chồng. Lợi dụng lúc ông Chuyên say rượu, bà Liên tiêm thuốc ngủ và đổ trực tiếp thuốc trừ sâu vào miệng của chồng. Sau 2 ngày ngấm thuốc, ông Chuyên đã tử vong vào ngày 13 tháng 3. Sau đó bà Liên giả điên rồi nhanh chóng tổ chức khâm liệm và đưa thi thể của ông Chuyên đi chôn cất ngay trong sáng cùng ngày. Thấy có dấu hiệu bất thường với cái chết của đồng nghiệp, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận 6 đã vào cuộc và phát hiện tang vật là ống kim tiêm và chai thuốc trừ sâu. Ngày 30 tháng 12 năm 2012, Công an TP.HCM có kết luận điều tra về nguyên nhân cái chết của ông Chuyên là do bị vợ đầu độc bằng thuốc ngủ, thuốc trừ sâu. Đồng thời, cơ quan điều tra chuyển hồ sơ và đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp truy tố bà Liên về tội giết người. Với hành vi sát hại chồng dã man như ở trên, bị cáo Liên sẽ phải đối mặt với khung hình phạt cao nhất là tử hình.
ông Trần Xuân Đoàn, anh trai cả của ông Chuyên, sinh năm 1962, Trung tá đội Cảnh sát Giao thông Phú Lâm, Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ, Đường sắt TP.HCM chia sẻ. Ông Chuyên vào TP.HCM sinh sống và làm việc từ năm 1979. Có hiếu và sống rất tình cảm với gia đình nên ai cũng quý Chuyên và anh cũng luôn tâm sự mọi điều với gia đình. Sau khi ông Chuyên xây dựng gia đình với bà Dư Kim Liên 45 tuổi rồi sinh hai đứa con trai, tưởng rằng cuộc sống sẽ vui nhưng với bản tính không ngoan, bà Liên ngày càng đổ đốn khiến vợ chồng ông Chuyên luôn lục đục mâu thuẫn. Dù ông Chuyên hết lần này đến lần khác phải đích thân giải quyết những chuyện quấy quả của vợ. Năm 2007, Liên từng bị kết án hơn một năm tù về tội trộm cắp tài sản nhưng được hưởng án treo. Dù rất mối mặt và khổ sở, nhưng ông Chuyên vẫn phải ra sức kìm nén và hàn gắn để cuộc sống vợ chồng không đổ bể. Tôi đã quyết liệt ngăn cản không cho Chuyên cưới cô gái này, nhưng có lẽ do duyên số, sau đó Chuyên tâm sự với tôi nhiều lần muốn ly dị vợ. Nhưng cứ mỗi lần như thế, cô vợ lại khóc lóc, năn nỉ, nên Chuyên không nỡ vì nó không muốn mang tiếng bỏ vợ hay gia đình tan vỡ. Ông Đoàn đau đớn cho biết, bình thường toàn bộ số tiền chi tiêu sinh hoạt trong gia đình đều do một tay ông Chuyên gánh vác, lo liệu vì Liên không có công ăn việc làm, chỉ ở nhà nội trợ. Và qua quá trình gom góp lâu dài và vay mượn, ông Chuyên đã xây cất được căn nhà khang trang ở đường Hậu Giang, phường 11, quận 6 để cả gia đình có nơi ở đàng hoàng. Tưởng rằng sau khi bị kết án tù treo và nhiều lần được chồng tha thứ, Liên sẽ phải thay đổi, sống tốt hơn. Vậy nhưng Liên vẫn tiếp tục khiến chồng phải khổ sở khi khắc phục những hậu quả mà mình gây ra. Với bản tính thích cờ bạc ăn chơi, Liên đã tiếp tục vay nợ số tiền 1,3 tỷ đồng. Vì muốn có tiền trả nợ, Liên đã bàn với chồng bán căn nhà đang ở để trả nợ. Nhưng ông Chuyên nhất quyết không đồng ý và dọa sẽ ly dị. Với số tiền vay nợ khá lớn và sức ép liên tục từ chủ nợ, Liên thấy sợ hãi và nảy sinh ý định đầu độc giết chồng để tiện việc mang giấy tờ thế chấp căn nhà có tiền trả nợ. Theo kết quả điều tra ngày 11 tháng 3 năm 2012, biết chồng sẽ đi uống rượu, Liên đến tiệm thuốc Tây mua 10 viên thuốc ngủ, một xi lanh y tế, một đôi bao tay. Khoảng 21 giờ cùng ngày, Liên tán 10 viên thuốc ngủ hòa tan với sữa rồi đưa cho ông Chuyên uống. Sáng hôm sau thấy chồng vẫn còn thở, Liên đã đến đội cảnh sát giao thông Phú Lâm xin phép cho chồng nghỉ một ngày, rồi vào tiệm thuốc mua tiếp 5 viên thuốc ngủ, một ống tiêm mang về nhà. Sau đó Liên tiếp tục tán thuốc ngủ hòa với nước rồi đổ vào miệng chồng. Đến 20 giờ cùng ngày thấy có vẻ thuốc ngủ không giúp đạt được ý đồ đen tối. Liên đã đi mua 2 gói thuốc trừ sâu dạng bột về hòa với nước rồi dùng xi lanh tiêm thuốc vào hai bên mông của ông Chuyên. Tới 8 giờ ngày 13 tháng 3 năm 2012, thấy vẫn chưa đạt được ý định, Liên tiếp tục đi mua một chai thuốc trừ sâu dạng lỏng rồi mang về tiêm vào mông và bơm vào miệng của chồng. Một tiếng sau, anh Chuyên chết. Ngay sau đó Liên gọi điện báo tin cho hai con trai rằng cha đã chết do đột quỵ và hối thúc người thân nhanh chóng làm lễ mai táng cho ông Chuyên. Tuy nhiên, phát hiện dấu hiệu bất thường trong cái chết của nạn nhân nên cơ quan điều tra đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Kết quả cho thấy ông Chuyên chết do ngộ độc chất methidathion nên cơ quan điều tra đã mời Liên đến lấy lời khai. Tại đây Liên đã khai nhận hành vi phạm tội hết sức dã man của mình. Vụ án được khám phá đã khiến dư luận bàng hoàng và kinh sợ vì sự dã man trong cách giết chồng của người vợ. Trong 3 ngày liên tiếp, người vợ đã lần lượt cho chồng uống thuốc ngủ pha với sữa, sau đó tiếp tục mua thuốc trừ sâu về để chích vào người nạn nhân với số lượng khá lớn, khiến người chồng xấu số tử vong. Điều đáng sợ là người vợ độc ác này còn tiếp tục tìm cách che giấu sự thật khi liên tục phản đối việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi vì sợ sự việc mình đầu độc giết chồng sẽ bại lộ. Những thông tin trên đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.